bằng Global Saving. Nghĩ đến việc gọi di động quốc tế, nhiều khách hàng e ngại vì cho rằng cước phí đắt đỏ. Mỗi khi có dịp liên lạc với người thân ở nước ngoài, họ đều cố gắng nói chuyện nhanh gọn để có thể tiết kiệm phần nào chi phí. Nhiều người loay hoay tìm đến các dịch vụ kết nối có giá rẻ hơn nhưng thường rơi vào tình trạng kết nối không ổn định. Nắm bắt được tâm lý và nhu cầu của khách hàng, nhà mạng MobiFone đã cho triển khai gói cước Global Saving VOIP 1313, giúp các khách hàng dễ dàng kết nối đến nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ với chi phí tiết kiệm lên đến hơn 80% so với giá cước thông thường, cước phí gọi quốc tế giờ sẽ không còn là nỗi lo lắng với các thuê bao Mobifone bởi gói cước mới có mức phí vô cùng hấp dẫn, chỉ tương đương với giá cước của các cuộc gọi trong nước. Chỉ với 99.000 đồng, các khách hàng có thể sử dụng 100 phút cho 15 ngày gọi đi Mỹ, Canada, Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan.